Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người. Em là Hoàng Thịnh hãng Bánh Nhật ạ. Dạ vâng, hôm nay thì em có về thêm một số các món đồ nghề Nhật bãi mới các bác nhé. Hôm nay thì có khá là nhiều dao đẹp này các bác. Hôm nay có khá là nhiều dao bếp đẹp cũng như là dụng cụ đồ nghề sửa chữa. Hôm nay đồ rất là đẹp nha các bác nhé. Hôm nay thì em có lên mã F. Dạ vâng, các bác vào chơi với em cho em xin một lượt like như lượt đăng ký kênh. Thì đầu tiên ấy, mới đầu thì em sẽ đi từ kéo cắt cành, cắt tỉa hàng rào, sau tới chép và tới dao cắt thuốc, sau nữa là em sẽ lai tới rìu này, rìu xong rồi tới dao chặt đi rừng, dao bếp và một số các cái cây dao bếp này, và xong tới là tới dụng cụ đồ nghề sửa chữa. Hôm nay vẫn cũng có thêm một cái hôm nay có thêm một cái máy xăng bơm nước 2 thì các bác nhé, xăng bơm nước 2 thì của Kawasaki. Dạ vâng, tìm mã đầu tiên thì hôm nay em lên mã F. Vâng, mã đầu tiên thì em lên cái cây kéo cắt tỉa hàng rào. Cây kéo cắt tỉa hàng rào này thì nói chung hàng thì còn tương đối là mới, còn tương đối là đẹp đây các bác nhé. Cây này thì là 280k này. Đó, 280k. Cái cán của cây này nó khá đặc biệt đây các bác. Cán này hơi ngắn một chút. Nhưng mà cái lưỡi của nó, cái này thì mình có thể cắt được cái những cái cành cứng các bác nhé. Cuốn ra đóng cửa, khép khép cái cửa vào cho bố. Đây nha các bác nhé. Đây, cái kéo này thì một phần lưỡi, có một bên lưỡi là họ sẽ mài bén, còn một bên lưỡi thì có những cái hình răng cưa như thế này. Ở đây thì có một cái vết khuyết như này này, là để cho các bác mình cắt những cái cành cứng các bác nhé. Giống như kiểu những cái cành mà nó to như kiểu ngón tay út tay cái ấy, thì các bác kẹp vào thì khi cắt sẽ có lực hơn, tại vì nó sát đây này đó, và nó đảm bảo cho cái phần lưỡi của mình, lưỡi mỏng cắt những cái cành cứng cành to á, thì nó sẽ đỡ bị mẻ lưỡi hay gì các bác nhé. Còn ở phần ngoài này thì các bác có thể tỉa những cái cành răm nhỏ đó, tỉa những cành răm nhỏ. Cái phần cán của cây này đây các bác này, cái gỗ chất gỗ này rất là đẹp nhé, lớp sơn BU để chống thấm các thứ này đó. Cây này thì hàng tương đối là đẹp này, tương đối đẹp. Lưỡi thì em đã vệ sinh mài bén rồi. Thì cái chiều dài của lưỡi sử dụng, đầu tiên em đo chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này là được khoảng 19,5 cm này. Đó, 19,5 cm. Và tổng chiều dài thì sẽ được 53,5 cm các bác nhé, 53,5 cm. Thì F1 là 280k, F1 280k. Tiếp theo là F2. F2 thì em cũng lên một cây kéo tỉa hàng rào. Cây này là hàng rèn thủ công các bác nhé. Cây này thì nó là hàng rèn thủ công và nó là thép giấy xanh này, nó là thép giấy xanh, rèn thủ công thép giấy xanh. Cây này thì đặc biệt ở trên phần cán thì người ta là có in cả cái chữ nhiệt đấy, chữ dập nhiệt đấy, là người ta có khắc lên thân cán như thế này. Nó cái cán thì em đã chà bóng đi rồi, thì nhìn cái chất gỗ này nó còn rất là chắc các bác nhé, không bị mục ải gì. Các cái chốt này thì mỗi bên thì được có 2 chốt. Đó, khâu chốt đầy đủ đây, khâu cũng là khâu rèn thủ công. Lưỡi lưỡi kéo đây các bác nhé. Cái này thì lưỡi em cũng đã mài vệ sinh sạch sẽ và bén rồi. Các bác mình mua về các bác mình xài thôi. Cây này thì đây ạ. Bề mặt của nó này. Đó, 2 lớp thép nha các bác. 2 lớp thép. Đó, cái bề con lấy cái chốt ngoài ấy. Con mở hẳn ra. Mở hẳn ra lấy cái chốt ngoài con gài vào. Đây các bác nhé. Đấy. Đó, lưỡi kéo đây. Thì các cái sản phẩm này thì em có bôi dầu lên, tức là cái bôi do cái dầu máy may ấy các bác. Thứ nhất là mình bảo quản cho nó đỡ sét đấy. Tại đồ làm ra những cái đồ rèn thủ công, thép rèn thủ công thì các bác biết rồi. Thì các bác xài các bác cũng biết, nếu mà mình không bảo quản nó rất là nhanh bị sét các bác nhé. Đó. Còn chất thép của nó thì đây trên live thực tế này, các bác có thể thấy nó rất là sáng, rất là đẹp, không bị rỗ hay gì nhé. Cây này còn tương đối mới. Thì thường những cái cây này ấy, bên đó họ không có cái chốt này đâu. Cái chốt này ấy là em khoan một cái lỗ xong rồi cho một cái thép vào đây này. Đó, khoan xuyên sang đây xong em hàn ở bên này này, em hàn chặn vào đây. Thì để khi các bác gấp cái kéo này vào này, đây này. Đó. Thì bình thường cái này nó không có cái chặn, thì khi gấp vào ấy là hai cái tay này nó sẽ sát vào nhau. Các bác khi cắt tỉa nó khó chịu là một hai nữa, cái lưỡi kéo ấy, thì nó sẽ há ra như thế này. Thì thành ra là em đã cái chốt này là em làm thêm nhé. Đó, làm thêm là một cái chốt chặn như thế này. Thì khi các bác cắt hết cỡ ấy, lưỡi kéo sẽ khít vào như thế này các bác nhé.
nó xít vào như này, nhìn thì nó thẩm mỹ hơn. Đó. Thế cây này em đo là chiều dài của lưỡi này. Đó, chiều dài của lưỡi sử dụng cây này được 19 cm nha các bác, 19 cm. Đó. Và tổng chiều dài thì là được 86,5 cm, 86,5 cm. Thì mã F2, F2 là 300k, F2 300k, những cái cây mà mấy cây này thép xanh các bác, thép xanh, lõi thép xanh. Tiếp theo là mã F3. F3 thì em có lên một cái cây chép. Một cây chép đây các bác nhé. Cây chép này thì các bác mình dùng để sủi sơn này. Mình có thể dùng để sủi sơn. Các bác mà sơn nước hay gì ấy, mình sửa sơn nước các thứ là mình sủi sơn là một, hai nữa dùng để cũng có thể đào đất rồi thì đánh rễ cây. Cái này chép nhỏ thôi, cái lưỡi thì nó cũng hơi mỏng. Cái lưỡi này thì em đo cái lưỡi này nó chỉ dày được khoảng 2,6 ly các bác ạ. Nó được 2,6 ly thôi nhá. Nhưng mà đoạn ngắn như này thì cũng tương đối là khỏe. Cái này các bác mà đánh rễ cây to hoặc là đào lỗ to, đào lỗ thì muốn tức là làm mạnh thì không được các bác nhé, tại vì lưỡi này nó hơi mỏng một chút. Các bác chủ yếu dùng trong xây dựng ấy, dùng sủi sơn vì cái cán này tương đối dài này. Ở cái cán ở phần đầu cán này nó có một cái miếng cao su bọc như thế này. Chất liệu thép là thép không gỉ các bác nhé, thép ở cán là thép không gỉ. Thì là cái bảng rộng của lưỡi sử dụng là được 9,5 cm nhé các bác, 9,5 cm. Lưỡi dài là được 9,5 cm luôn, lưỡi dài khoảng 9,5 cm đến 10 cm. Còn tổng chiều dài cán, lưỡi cán cái cây này thì em đo được 99 cm các bác nhé, 99 cm. Đây. Đó, chất liệu là thép không rỉ này các bác, thép không rỉ. Hàng còn tương đối đẹp, lưỡi thì da rẻ còn láng mịn này. F3 là 170k, F3 170k. Tiếp theo là F4 ạ. F4 thì em lên một cái cây dao cắt thuốc đây các bác nhé. Một cây dao cắt thuốc này. Thì cây dao cắt thuốc này thì còn mới nhé các bác nhé. Còn mới. Cái cây này thì em bán là 450 này. Cây này bán 450. Thì cây này cán mới, tem mát này. Cây này gần như chưa qua sử dụng. Đó. Bề mặt da rẻ. Bề mặt da rẻ láng mịn nhé các bác. Bề mặt da rẻ là láng mịn này. Đưa bố cái ghế đây rồi đi ra ngoài con. Ở bên này có chữ da băng dập chìm này. Rồi đưa bố cái ghế. Thôi đi ra ngoài chơi đi. Đây các bác. Đó, da rẻ láng mịn này. Cây này thì cái lưỡi thì em chưa có mài. Tại vì cái lưỡi này nó còn tương đối là nguyên vẹn. Và em sờ nó còn bén nhé các bác nhé. Em sờ nó còn bén. Còn bác nào mà mua thì có nhu cầu thì các bác bảo là mài sơ qua cái lưỡi ấy, thì em sẽ là mài sơ qua cái lưỡi. Còn em vẫn sẽ để nguyên zin như thế này. Nếu bác nào mà muốn mua về mình sưu tầm ấy, để nguyên zin nguyên bản thì em sẽ để nguyên zin nguyên bản như vậy. Thì cây này từ nước sơn hay đến lớp da cái bề mặt nó này láng mịn đẹp các bác nhé, đẹp. Cây này còn rất là đẹp. Thì cái chiều dài của lưỡi sử dụng này, chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được khoảng 30 cm. Còn lưỡi bản rộng của lưỡi là 11. Còn tổng chiều cao thì sẽ được khoảng 16 cm. Tổng chiều cao khoảng 16 cm. Tổng chiều dài cả cán, tổng chiều dài nó được 57,5 cm. F4 là 450k. F4 là 450k. Tiếp theo là mã F5. F5 em lên một cây dìu chữ L các bác nhé. Cây dìu chữ L. Cây dìu chữ L này thì nó là dòng 3 lớp thép. Đó, cây này dòng 3 lớp thép này. Đây các bác này. Đó, cái vân thép đây các bác nhé. Đó, dòng 3 lớp thép này. Lưỡi thì em đã mài bén, da rẻ láng mịn này. Cây này thì cái phần cán hơi xấu một chút các bác nhé. Cán thì hơi xấu một chút. Tuy nhiên cái cán này còn sử dụng tốt này. Vẫn là cán zin của nó nên là em vẫn để vậy. Thì các bác mà có nhu cầu thì về các bác mình thay cán. Hoặc là mình để nguyên cán này mình xài vẫn ok. Mình chỉ nêm lại thôi. Còn trên cái cây dìu này có chữ khắc thủ công. Đó, có chữ khắc thủ công này. Dòng 3 lớp thép. Thì bản rộng chiều dài lưỡi sử dụng thì được là khoảng hơn 10 cm này. Hơn 10 cm. Chiều cao là được 11,6 cm. Cây này thì cán nó sẽ dài được 33 cm các bác nhé. Ở phần đầu là được 2,3 cm này.
Cái cây này em cân được 700 g các bác nhé, 700 g. F5 là 280k, F5. Tiếp theo là mã F6. F6 thì em lên một cây rìu tai voi. Cái rìu tai voi, cái cây này em bán là 650k này. Đó, cây này thì hàng nó ít gặp các bác nhé. Đây, chữ khắc thủ công, rõ nét, bề mặt da rẻ láng mịn này. Cây này cũng là dòng 3 lớp nhé các bác, dòng 3 lớp thép này. Đó, dòng 3 lớp thép. Đây các bác nhé, những cái vân thép đây các bác mình có thể thấy này. Đó, cây này họ ghép rất hoàn chỉnh. Và cái phần đầu vẫn còn zin đây các bác nhé, đầu người ta đập ít này, ít sử dụng này. Đó, cây này chặt cây bổ củi cực kỳ ok. Đó, cán thì có khắc nhiệt như thế này. Đó, ở lưỡi thì có chữ khắc thủ công đây. Cái cây này thì em cân nó nặng là được 1,6 kg nha các bác. Cây này em cân thì nó nặng là 1,6 kg. Bản rộng của lưỡi sử dụng cái cây này được 13,5 và chiều cao thì được 12,7 đến 12,8. Tổng chiều dài cán thì được là 66,5 cm, 66,5 cm, nặng 1,7 kg. F6 là 650. F6 650. Tiếp theo là mã F7. F7 em lên một cái cây rìu chuyên chặt các bác nhé. Cây này thì chuyên chặt hoặc các bác mình có thể là dùng để bổ củi nhỏ các bác nhé. Chứ cây này mà bổ củi mà đường kính lớn thì dễ bị dắt lưỡi, vì cái bản lưỡi này tương đối mỏng này. Đó. Thì cái bản lưỡi họ thiết kế này chủ yếu là để chặt các bác nhé. Đây, lưỡi, dòng lưỡi chặt này. Cây này thì da rẻ còn tương đối là láng, còn đẹp nhé các bác, còn tương đối là mịn này. Ở đây là có những cái vết nhăm, vết mụn ấy, kiểu như mụn ba dớ ấy, để lâu ngày bãi là bám vào như thế này. Thì em đánh rỉ qua máy thì thành ra nó cũng chưa có sạch mấy. Cái này đưa máy trà vào thì nó sẽ là sáng ra được như này thôi. Đây, ngay cả mộc triện này, đây là những cái ba dớ rỉ này để lâu ngày ấy, nó bị nó giống như kiểu oxy hóa vào. Nó bám rất là chắc ở trong này. Thì cái lớp này nó cũng như một lớp kháng rỉ như các bác. Nó không ảnh hưởng gì đâu. Cái bề mặt bên đây cũng có khắc, cũng có chữ này. Đấy, có chữ như thế này. Mặt bên này thì ở đây có chữ khắc thủ công này, trên này có mộc triện, hai chữ mộc triện thì nó cũng hơi mờ một chút. Còn ở dưới này có mộc triện đầy đủ đây. Và đây này, ở đây cũng có hai cái dòng chữ nha các bác nhá. Nó hơi mờ một chút này. Đó, đây chữ khắc thủ công, đây có hai chữ. Dòng ba lớp nha các bác, ba lớp. Cây này thì còn tương đối là nguyên vẹn. Còn khá là đẹp. Thì bản rộng được 9,5 này, bản rộng lưỡi sử dụng 9,5. Tổng chiều cao là được 12 cm, đầu rìu là dày 3 cm. Cây này thì em cân nó nặng được 1,1 kg, gần 1,2 kg, nó gần 1,2 kg ấy. Thì F7 là 450k, F7. Tiếp theo là F8 ạ. F8 thì em lên một cái cây rìu, lưỡi rìu Mỹ các bác nhé. Đây. Em lên một cái lưỡi rìu Mỹ. Cái lưỡi này ấy, ở đây có chữ chữ US này các bác này, US này. Lỗ tra cán hình oval các bác nhé, lỗ tra cán hình oval. Thì thường ở Mỹ, những cái rìu Mỹ hoặc Thụy Điển ấy, thì người ta hay làm cái dáng rìu nó như thế này. Đó, người ta hay làm dáng rìu như thế này. Cây này thì về lúc lấy về nó nhăm rỗ cũng hơi nhiều. Thì em có đánh bóng sạch sẽ lên như thế này rồi. Đó, cũng đánh bóng sạch sẽ lên như thế này. Đây là những cái vết ba dớ này, vết ba dớ này. Đó. Lưỡi thì em đã mài bén rồi các bác nhé. Các bác mình mua về các bác mình xài thôi. Thì bản rộng lưỡi sử dụng được 9,2. Chiều cao thì lừa được 16 cm, 16,5. Đầu rìu dày 2,4 các bác nhé, dày 2,4 này. Cái lưỡi này thì em cân nó nặng được 1,1 kg các bác nhé, 1,1 kg này. Đó. F8 là 650k, F8 650k. Đó. Rìu, lưỡi rìu của Mỹ các bác nhé. Cái này là nếu mà cái này mà da rẻ của nó còn đẹp ấy, mà không phải đánh, không phải dọn lại ấy, thì nó rất là giá trị nha các bác nhé. Thì F8 là 650. Tiếp theo là F9 ạ. F9 thì em lên một cây rìu tai voi. Đây, cây này là hàng của Nhật các bác nhé. Cái lưỡi này lưỡi hàng của Nhật này. Nó dòng 3 lớp thép. Đó, ở đây nó có một cái vết, những cái cây rìu to thường nó hay có những cái vết nó nổ nổ như thế này. Nhưng mà vết này nó không ảnh hưởng gì các bác nhé, vì lớp thép ghép của nó dày tới đây cơ. Đây, nó dày tới đây thì đây chỉ là lớp thép non thôi. Lớp thép non ở bên ngoài thôi. Thì cái lớp thép non thì nó cái tác dụng của nó chỉ là để giữ cho cái lưỡi thép ghép này này,
đó, nó là tránh bị bể các bác nhé, nó tránh bị bể thôi. Còn cái quan trọng nhất vẫn là cái phần thép ghép này này, đó, quan trọng nhất vẫn là phần thép ghép. Thì cái lõi thép ghép ở trong thường nó sẽ là lõi carbon đó, thì nó đạt cái độ cứng và sắc bén, độ bén bền đó. Thì cái cây này các bác mình mua về dùng để chặt cây bổ củi này, chặt cây hoặc bổ củi đó, hoặc là các bác mình mua về sưu tầm thì bản chiều dài lưỡi sử dụng được 20,5, còn tổng chiều cao thì được 18,5, rất là dày các bác nhé, lưỡi này rất là nặng. Đó, đầu của nó thì được dày 4 cm này. Ở đây là sẽ có hai cái bên này họ ốp hai cái tai vào và họ rèn kẹp vào nhé. Còn đây nguyên lưỡi của nó là nguyên một miếng thép. Đó, thép ba lớp, dìu ba lớp. Cái lưỡi dìu này em cân nó nặng 2,5 kg, nặng 2,5 kg nhé các bác, 2,5 kg. Thì F9 là 600, F9 là 600k. Thường những cái lưỡi lớn như thế này nó hàng nó cũng là ít gặp các bác nhé. Thì các bác mình mua về xài hoặc sưu tầm này. Đó. F9 là 600. Tiếp theo là F10. F10 em có lên một cái lưỡi dìu. Đó. Cái lưỡi này thì thường dáng của nó sẽ là đây cái dáng này. Dáng này thì thường của Sweden này các bác. Dáng này của thường của Sweden hoặc là hàng của Đức các bác nhé, thường là Sweden hoặc hàng hàng của Đức. Điều ở trên này thì nó không có ghi chữ rõ ràng này, nó không ghi chữ rõ ràng. Ở đây thì cũng có cái dấu mộc này kia đấy, nhưng mà chữ nó không có rõ. Em đánh ra rồi nhưng chữ nó không có rõ. Đó. Dìu rèn thủ công như các bác nhé, lỗ tra cán là hình tròn này. Đó. Đây cái đầu của nó đây. Lưỡi thì em đã mài bén rồi. Cây này thì chuyên chặt các bác nhé, chuyên chặt và cũng có thể dùng để bổ củi luôn. Có điều bổ củi thì cái đường tính kính lớn mà gỗ to thì nó dễ bị dắt lưỡi các bác nhé. Thì cái này chuyên chặt này. Thì cái lưỡi này em cân nó nặng là 1,6 kg này, nặng 1,6 kg. Thì chiều dài lưỡi sử dụng được 12,5, chiều cao thì sẽ được 19 cm. Còn cái phần đầu của nó em đo ở phần đầu trên này nó dày 3,5 cm. Thì F10 là 270 F10. Tiếp theo là F11. F11 em lên một cái lưỡi câu, cái này gọi là cái dao phát đi rừng cũng được, hoặc là gọi là cái câu liêm cũng được các bác nhé. Thì cái này các bác mình mua về để dọn vườn dọn rẫy này. Cái cây này ấy, thì khi lấy ở bãi về cái da rẻ nó như này các bác này, nó bị những cái vết rỗ như thế này. Đó. Phần tay cầm đây họ rèn thủ công nha các bác nhé. Cây này là hàng rèn thủ công này, nó rất là dày này, rất là dày, và khi lấy về nó sẽ bị rỗ như cái như thế này. Tại vì để bãi lâu ngày quá thì bắt buộc là những cái hàng mà rỗ ấy, tại vì em lấy theo lô mà, thì trong cái lô về thì những cái cây này thì làm vất vả hơn, nó làm nó cực hơn, là phải dọn mình vậy, em phải mài những cái cho nó hết rỗ đi. Vì dù sao các bác bỏ mấy trăm nghìn ra mà mua một cây dao ấy, về nhìn nó rỗ rỗ như thế này thì cũng chẳng ai mua, cũng chẳng ai mua. Mà về các bác mà mua về mà mang đi dọn ấy, thì lại mất thêm tiền. Đấy, thì thành ra những cái cây như thế này ấy, thì thật ra là bỏ công làm bán thì nó cũng chẳng lời đáng là mấy đâu các bác. Nhiều khi hoài vốn lại mua nhám, mua nhủ, mua giấy đánh bóng các thứ nó cũng tốn. Mà đánh được một cây lên như thế này thì nó không đơn giản các bác nhé. Đây, cây này thì có mộc triện chữ nghĩa đầy đủ này. Đó, mộc triện chữ nghĩa đầy đủ. Được cái mộc khắc sâu nên là có trà đi thì nó vẫn còn được cái mộc của nó. Đây như cái này trà đi nó cũng tương đối bị mờ một chút này. Đấy, da rẻ láng mịn. Cây này cũng dòng 3 lớp như các bác nhé. Đấy các bác mình có thể thấy. Nó là 3 lớp thép này. Dòng 3 lớp thép. Đây các bác nhé. 3 lớp thép. Đó. Thì cái cây này em đo là chiều dài lưỡi sử dụng thì nó được khoảng 14 cm. Còn tổng chiều dài là được 43,5. 43,5. Bản rộng phần tay cầm được 5,5 này, 5,5. Còn cái sống dao thì em đo ở phần này đi. Phần này sẽ được 5 ly nhé các bác nhé. Bào đi rồi vẫn được 5 ly. Đó. Còn ở phần mỏng nhất đây này, được là gần 4 ly, gần 4 ly. Đó, 3 lớp. F11 là 280k, F11 280k. Tiếp theo là F12. F12 em lên một cây dao chặt. Cây dao chặt mài hai mặt dòng 3 lớp nhé các bác. Đây, 3 lớp này, lớp thép của nó đây.
Đó, dòng 3 lớp này. Cái vân theo ghép đây rất là đẹp đấy các bác nhé. Đó, rất là đẹp. Thì cái cây này họ rèn thủ công. Thì ở cái đường này có một cái rãnh như thế này. Thì em cũng không biết là họ làm như thế này là để nhằm mục đích gì thì em cũng không rõ. Đó. Còn cây dao này thì mộc triện chữ nghĩa đầy đủ này. Có mộc triện rất là sâu. Cán cũng ok các bác nhé. Cán còn chắc chắn này. Còn những cái vết nứt thì em có chám keo vào rồi. Em có chám keo và có mài sạch sẽ và chắc chắn lại rồi. Đó. Các bác mình mua về các bác mình xài thôi. Cây này chốt chủng ok này. Vẫn còn chốt thép của nó đây. Phần chuôi đó này. Rất là dày nha các bác nhé. Rất là dày. Thì cái cây này cân thì nó nặng được 740 gram. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này được 14 cm. Bản rộng là được 6,5, bản rộng 6,5. Tổng chiều dài lưỡi cán thì được 37,5, 37,5, dòng cán tương đối thẳng này. Thì ở phần đầu em đo được là khoảng 1 phân này, đi ra cái phần này được gần 8 ly, 7,9 ly là gần 8 ly. Mài hai mặt 3 lớp cái dao chặt này. Cây này thì các bác mình có thể dùng để chặt xương ống được các bác nhé, chặt được xương ống. F12 là 370. Tiếp theo là F13. F13 em lên một cây dao chặt mài một mặt hàng rèn thủ công các bác nhé. Đây. Cây này mài một mặt này, hàng rèn thủ công. Thì những cái hàng rèn thủ công ấy thì nó hay có vết đập nhăm 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 như thế này. Đó, mài một mặt. Dòng này chuyên dùng chặt cây, chặt dừa các thứ. Khá ok các bác nhé. Cái cây này họ thiết kế cái cán hơi ngắn một chút như thế này. Đây. Còn nguyên zin nguyên bản họ sản xuất sao cái là còn y như vậy. Đây cái khâu của nó đây. Khâu này. Chốt chủng đầy đủ. Da dẻ láng mịn này. Cây này còn khá đẹp các bác nhé. Có chữ khắc thủ công. Mài một mặt hai lớp thép. Thì chiều dài lưỡi của cây này được 20 cm này. Lưỡi khá là dài. Bản rộng phần tay cầm 4,5, đi ra đầu ngoài này thì sẽ được 5,5. Sống dao cây này thì em đo được là 7,2 ly, 7,2 ly. Rồi phần cân nặng thì cái cây này sẽ nặng được 600 gram các bác nhé, 600 gram. Thì F13 là 300k, F13. Tiếp theo là F14. F14 em lên một cây dao chặt mài hai mặt. Cái cây dao chặt mài hai mặt này là dòng đây, hàng rèn thủ công. Nó hàng rèn thủ công này. Ở đây có mộc triện chữ nghĩa đầy đủ này. Đó. Hai mặt. Đây, cái vân thép nó đây, rất là đẹp đây các bác nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Bên này cũng vậy này. Đó, ở đây có cái vân thép riêng của nó đây. Tay cầm khâu chốt là chắc chắn nhé. Cây này thì cái cán thì nó hơi cong như thế này. Họ thiết kế nó hơi cong như thế này. Dùng để chuyên chặt cây các thứ các bác nhé. Hoặc là các bác mà làm nếu mà chặt xương ống các thứ hoặc là chặt gà vịt ấy, thì phải kê cái thớt nó cao cơ thì mình mới chặt được. Còn không cái này chặt thớt mà thấp thấp ấy chặt nó không chặt được các bác nhé. Chủ yếu là dùng để chặt cây, chặt cây, chặt cây. Còn nếu mà chặt thớt cao thì các bác vẫn chặt được. Chiều dài lưỡi sử dụng được gần 14 cm này. Bản rộng phần tay cầm là được 6 cm. Nên ra đầu ngoài sẽ được 6,5. Phần sống dao rất là dày đây các bác. Ở phần đầu của nó thì sẽ được 1,1 1,1 phân này. Ở phần chỗ đầu tay cầm được có 6,4 ly, 6,4 ly. Đó. Khâu chốt đầy đủ này, tay cầm chắc chắn. Cây này các bác mình mua về xài hoặc sưu tầm. Thì F14 nó là 350, mài hai mặt 3 lớp nhé. F14 350. Thì bữa nay cũng là gần Tết rồi, cho nên cái thị trường về giao đồ này kia bây giờ trên các nền tảng mạng xã hội bây giờ bán nó khá là nhiều, tức là bán rất là nhiều dao các bác nhé. Những cái combo như là 3 cây mà có 200 299 hay 200 chưa đến 2 208 hay 207 gì ấy. Nó rất là rẻ nha các bác nhé. Nói chung là tiền nào thì của đấy. Còn cái gì mà tự nhiên mà nó rẻ thì chắc cũng phải như thế nào đấy. Thì các bác mình là người tiêu dùng thì mình các bác mình có mua về sử dụng hay gì đấy thì cũng nên cân nhắc nó thật kỹ các bác nhé. Nhiều khi mua thực ra bảo 3 cây có 200 mấy chục nghìn thì
nó cũng gọi là em cứ cho là 300.000 đi, 300.000 ba cây. Nhưng mà thực ra ấy thì nó cũng chẳng đáng gì đâu. Có điều là mua về thì nếu mà dùng được 1-2 lần xong bắt đầu nó hư, nó hỏng rồi, giống như kiểu lúc mình làm mà nó cùn nó mẻ rồi, xong cùn mài nó không bén được ấy, thì nó lại ôm thêm cái tức vào người. Đấy. Còn trước giờ thì các bác cũng biết tiền nào thì của đấy thôi. Ví dụ như là một cái xe Honda tàu với một cái xe Honda chính hãng thì hai cái thì nó cũng đều đi được, nhưng mà khi mà mức độ sử dụng chẳng hạn thế thì nó đều là khác nhau. Nó mức độ sử dụng nó sẽ khác nhau. Thì tiếp theo em lên một cây dao chặt đi rừng mài một mặt dòng hai lớp thép chữ khắc thủ công này, cán củng khâu chốt ok các bác nhé, cây này còn mới còn đẹp. Đó. Thì chiều dài lưỡi sử dụng là được khoảng 18 cm và bản rộng thì được 4,5 này, ở đầu ngoài này sẽ được là 5 cm. Sống dao cái cây này thì em đo được là khoảng 5,7 ly. Cây này thì em cân nó nặng là 560 gram. Đó, F15 là 320k, Đó, gần Tết rồi, các bác mình mua sắm hay cái gì thì mình cứ cân nhắc. Nói chung là thà bỏ mình bỏ tiền mà mình mua cái hàng nhưng mà mình nhìn nó chuẩn chỉ. Đó. Thì các bác mình về các bác mình xài nó vẫn chuẩn hơn. Đó. Tiếp theo em lên một cây dao chặt mài hai mặt ba lớp thép. Đây, lớp thép nó đây này các bác này, ba lớp. Đó. Dòng ba lớp này. Cây này là 380 nha các bác nhé. Cây này là 380. Thì cái cây này cái da rẻ của nó cũng hơi bị nhăm rỗ nhẹ như này. Thì cái phần ngoài này nó là phần thép non các bác nhé. Phần thép non tức là để tránh nó bị bể cái lớp thép ghép này này. Chứ còn cái lớp này thì nó có một lớp kháng rỉ như thế này. Thì em vẫn để nguyên và em không có mài bóng lên. Đó, trừ khi mà nó rỗ quá đi. Ví dụ như nó rỗ quá như cái cây này này. Như cái cây này nó rỗ quá sâu này thì bắt buộc là em phải mài xuống. Đấy, em phải mài xuống, tức là mài nó rất là lâu nhé mọi người, mài rất là lâu. Như cái cây này thì nó còn đỡ này, nhưng khi mài đi ấy, thì bao giờ cũng vậy, phải xài một thời gian lâu thì các bác phải dùng một thời gian lâu thì nó sẽ lên được cái màu kháng rỉ, nó lên được màu kháng rỉ. Còn khi người ta mới sản xuất ra thì cũng sẽ có một màu như thế này. Đó. Có điều người ta nhúng vào một cái hóa chất ấy. Người ta nhúng vào hóa chất thì nó sẽ là có lớp kháng rỉ các bác nhé. Còn đây là như cái cây này này, cái lớp da đang còn nguyên, nó chỉ bị nhăm rỗ nhẹ này thôi, nhìn thì nó hơi xấu một tí, nhưng mà về chất lượng sử dụng thì còn ok các bác nhé, nó cực kỳ ok luôn, vì cái lớp này nó tương đối là nó gần như một lớp kháng rỉ rồi. Đấy. Thì về các bác mình xài nó sẽ là ok hơn, còn nếu mài đi thì nhìn nó đẹp hơn nhưng mà nó lại không lên, nó không có màu kháng rỉ như này, nó không lên lớp kháng rỉ. Nó phải dài xài một thời gian lâu thì nó mới lên được các bác nhé. Thì cây này là mài hai mặt này, ba lớp thép. Cây này dòng cán tương đối thẳng này, dùng để chặt xương ống các thứ này. Nhưng mà cái lưỡi này thì em đang hạ là nó hơi nhiều nhé các bác. Chủ yếu là dùng chặt cây hoặc chặt dừa này, hoặc các bác mình chặt chân giò thôi. Còn nếu mà chặt xương ống ấy, thì thường như các bác mà làm bán hàng thịt mà quen ấy, thì các bác sẽ là làm cái lưỡi này này nó hơi nù một chút, thì nó hơi khi nó hơi hạ cái lưỡi này hơi nù một chút thì các bác mình chặt xương ống là ok. Chứ còn nếu mà hạ lưỡi nó mỏng như này các bác chỉ chặt chân giò là đẹp thôi. Còn nếu mà để chặt xương ống nó dễ bị mẻ cái phần này lắm, tại vì cái lưỡi lớp thép ghép này này nó là lõi carbon, nó là lõi carbon ấy, với cả wolfram nên là cái độ nó đạt một cái độ cứng nhất định cũng như là cái độ sắc bén ấy. Nhưng mà khi mà chặt vào cái xương ống mà quá cứng thì nó dễ bị bể cái phần lưỡi này như các bác nhé, dễ bể phần lưỡi này này. Còn như cây này thì là em đảm bảo với các bác mình chặt chân giò là thoải mái các bác nhé, chân giò là chặt vô tư. Đấy, còn xương ống thì đúng thực sự em chưa thử. Cây này thì khâu chốt cán củng ok này. Đấy, khâu chốt cán củng ok. Thì chiều dài lưỡi sử dụng em đo được khoảng 13,5 này. Bản rộng phần tay cầm 6,5 cm, đầu này em đo được 7,5 cm. Độ dày sống dao thì em đo được 9 ly. Chiều dài lưỡi cán cây này cũng tương đối dài, cây này thì cái cán thì dài tới 43 cm các bác nhé. Và cân nặng cây này
nặng 778 gram nhé các bác, 778 gram. F16 là 380, F16. Tiếp theo là F17. Tiếp theo F17 em lên một cái cây dao. Cây dao này dòng mài một mặt hai lớp thép này, mài một mặt hai lớp thép nhé các bác nhé. Này hôm bữa thì cây này em bán cũng lên like rồi nhưng mà em chưa bán được, thì hôm nay vẫn còn thì em lại lên em bán tiếp này. Nhưng mà hôm nay cây này thì em lên bán thì em chưa có vệ sinh, đó, mới để có 2-3 hôm này bắt đầu nó nổi cái lớp rỉ lên. Đó, tại không lau dầu ấy các bác. Nếu lau dầu lên nó sẽ đỡ các bác. Cây này để nó chỉ khi mình mài lên để hơi tí nước vào thôi, hoặc là thường như các bác mà cây dao bình thường chẳng hạn như này này. Các bác mình mà mài nước đi, mài đá xong nó vừa rời tay có một tí thôi, bắt đầu nó đã bám cái lớp, nó ố ố cái lớp rỉ lên rồi. Cho nên những cái hàng mà thép rèn ấy thì nó không tránh được cái vấn đề là rỉ các bác nhé. Chẳng qua khi mình về các bác mà bảo quản, mình xài rồi mình bảo quản ấy, thì nhiều bác thì bôi dầu ăn, nhiều bác thì bôi mỡ, nhiều bác thì lại bôi dầu máy may các thứ. Thì mình cứ bôi, mình cứ bảo quản làm sao để cho cái lớp thép nó được giữ, nó không bị rỉ sét chẳng hạn thế. Đấy, thì tùy theo là mỗi người có mỗi cách bảo quản nó khác nhau. Thì cây này do hôm bữa em chưa có vệ sinh nhá, còn thép thì còn rất là mới, rất là sáng này. Đó, còn sáng còn đẹp. Cây này thì họ thiết kế nó hơi cong cong như thế này. Đó. Họ thiết kế cong như thế này, còn cái cán thì cái cán thép. Chữ khắc chữ thì dập chìm đây các bác nhá, có chữ dập chìm đầy đủ này. Mài một mặt hai lớp thép lưỡi cong này. Thì chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo khoảng 30 cm, tổng chiều dài thì được 47,5, bản rộng là được 3,3. Sống dao cái cây này thì là được 4.4 ly. Thì F17 là 550k. Thì cái này các bác mình mua về có thể là dùng để chặt cây hoặc là dọn vườn dọn rẫy này, phát cỏ, dùng bác nào khéo tay có thể làm được cái bao vỏ hộp mình dùng để đi rừng các thứ thì khá ok các bác nhé, rất là chắc chắn. Dùng phát nó rất là lực, phát chặt rất là lực. Thì F17 là 550k. Tiếp theo là F18. F18 thì em lên một cái cây dao. Cây này thì là vừa thái vừa chặt các bác nhé. Nhưng mà chủ yếu là cây này thái chặt thì chỉ là chặt gà vịt thôi. Ở đây có mộc triện đầy đủ này, ba lớp. Đó, ba lớp có mộc triện này. Ở đây có chữ nhé các bác nhé, có chữ này. Đó, mặt mũi thì da rẻ láng mịn. Đó, da rẻ láng mịn. Cây này dòng ba lớp thép này. Đây bác. Đây để em xoay cái đó. Đây cái vân ba lớp của nó đây các bác nhé. Đó. Đây. Đó, cái vân ba lớp đây. Nó do cái ánh điện ấy thì nhìn nó hơi mờ một chút, còn nếu mà mắt thường bên ngoài ấy, thì nhìn nó rất là rõ nhé các bác nhé, nhìn rất là rõ. Thì cây này là cây chủ yếu là các bác mà quán phở hoặc là sử dụng trong gia đình. Cây này thì nó nhỏ cho nên phù hợp sử dụng trong gia đình. Đó, kể cả hàng quán các bác thái thịt bò ấy. Còn cây này các bác mà muốn chặt gà chặt vịt thì mình phải xài một thời gian cho nó hạ bớt cái lưỡi này này. Vì cái lưỡi này nó đang rất là mỏng. Nếu mà chặt gà chặt vịt thì vẫn chặt được. Nhưng tuy nhiên thì để mà chặt gà chặt vịt thì bao giờ cái lưỡi cũng phải hạ xuống một tí. Vì cái lưỡi này em đang hạ xuống làm lưỡi thái thịt bò các bác nhé. Lưỡi này lưỡi thái thịt bò. Đó, thì bắt buộc là nó phải mỏng một chút. Còn nếu mà để nó nù dày ấy, thì mình thái nó sẽ không được ngọt. Cho nên bắt buộc phải hạ cái lưỡi xuống như thế này. Đó, thì khi các bác mà mình thái thịt bò các thứ ấy, thì nó sẽ là ngọt sắc hơn các bác nhé. Nó ngọt và bén hơn. Thì cái cây này em đo là chiều dài lưỡi sử dụng được khoảng 20 cm này. Bản rộng được 8 cm. Ở đầu ngoài này được 7,6 cm. Sống dao cái cây này em đo được 4 ly. Sống dao dày 4 ly. Cân nặng thì là được 370 gram các bác nhé. Cây này chỉ có 370 gram thôi. Phù hợp các bác mình dùng để thái thịt bò. Thái thịt bò, thái rau, thái thịt các thứ này, dùng thái. Đó. Còn chặt gà, chặt vịt thì cũng ok. Nhưng mà mình nên xài một thời gian rồi mình hạ xuống dần dần. Bắt đầu lưỡi nó hơi nù nhẹ một chút ấy. Nó vẫn có độ bén nhưng mà nó hơi nù nhẹ một chút. Thì các bác chặt nó sẽ đảm bảo hơn. Đó. Thì F18 là 750. Tiếp theo là F19. F19 thì em lên một cái cây dao chặt
Cây này thì hàng rèn thủ công các bác nhé. Cây này là hàng rèn thủ công. Đó. Đây là hàng rèn thủ công và đây có những cái vết thì các bác có thể thấy chữ khắc thủ công, rèn thủ công này, dòng 3 lớp thép các bác nhé. Đây cái đây là cái vết mà em mài đá màu ấy. Đây, đây là vết em mài đá màu này. Đây để em lấy cái đá các bác. Đây các bác, đây cái đấy em mài bằng cái viên đá này này. Đây cái viên đá tự nhiên nhé. Bác nào mua thì em vẫn bán. Đó, đá này đá tự nhiên này. Nhưng hôm nay em có vết là em mài bằng cái viên đá này. Đá này để mà khi mà các bác mài phá xong rồi ấy, thì các bác dùng cái viên này các bác mài rất là mịn. Viên này nó chỉ có 280.000 thôi. Đấy, 280.000. Nhưng mài rất là mịn nha các bác nhé. Dao cực kỳ bén. Đây cái cây dao chặt này nó là hàng rèn thủ công và có những cái vết đây các bác mình có thể thấy này. Đấy, những cái hàng rèn thủ công ấy, bao giờ cái vết nó cũng là nó lốm đốm như thế này, kiểu người ta lấy búa người ta đâu biết các bác. Cây này cũng là dòng 3 lớp thép các bác nhé, nó là hàng 3 lớp thép này. Đó thì ở đây đem xoay cái vân 3 lớp lên cho các bác. Đây các bác này, vân 3 lớp này. Đó, cây này thì các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, nếu không đúng 3 lớp các bác cứ cho hoàn hàng lại cho em nhé. Đó, chuẩn 3 lớp này, chuẩn 3 lớp thép. Đó, da rẻ thì còn đẹp đây các bác nhé, da rẻ còn đẹp này. Cái đây là những cái vết đen này, nó là cái ba dớ nó bám quá lâu ngày. Cái này khi lấy về là cái phần cán này này, cái cán này nó mục khá là nhiều. Cái phần cán này cán em thay, tức là cán này em thay rồi. Đó, cái phần chuôi này này, chuôi này là em cũng phải hàn thêm một cái đoạn thép nữa vào, bắt đầu là em làm lại cán từ A đến Z nhé. Còn cái cây này khi lấy về thực sự là nó chỉ có hàng lưỡi thôi. Đó, cây này là em phải làm cán này. Cái cây này thì các bác mình có thể là vừa thái vừa chặt gà chặt vịt ok luôn nhé các bác nhé. Chặt gà chặt vịt ok luôn, thái lọc các thứ này. Đó, chuyên thái rau thái thịt các thứ là ok luôn, lưỡi cực kỳ sắc bén rồi. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là 22,2 cm này. Còn bản rộng của nó được 10,6 cm. Sống dao cây này em đo được là 3,75 ly. Gọi là 3,7 ly đi. Đó. Còn ở phần đầu đây, kẹp ở phần đầu này được 4,5 ly. Cây này ấy thì cái cân nặng là được 600g nha các bác nhé, 600g. Phù hợp các bác mình làm hàng quán hoặc là các bác cũng có thể sử dụng trong gia đình. Dòng 3 chốt các bác nhé. Cái cây này là em không có xài chốt sắt mà em xài là chốt lõi, cái này là lõi, gọi là lõi dừa ấy các bác. Lõi dừa ấy. Thì thứ nhất kháng nước, nó kháng nước vì ở trong này tất cả đều đã có keo hết rồi. Tất cả đều có keo, nó cũng rất khó bung. Nhưng mà khi khoan được 3 cái chốt này này thì cái độ dỉ sét dùng về lâu dài ấy, nó sẽ là đảm bảo hơn, nó không bao giờ bị dỉ sét được. Tại vì cũng chủ yếu là mình cầm để thái và chặt gà chặt vịt thôi. Đó, thái chặt gà chặt vịt. Còn bác nào mà muốn chặt chân giò heo ấy thì các bác cũng phải xài khi nào mà nó nù cái lưỡi cơ. Thì có cái hàng chuyên chặt thì các bác biết rồi. Cái hàng chuyên chặt thì các bác chỉ cần cái con dao pha, à, con dao chặt thì mình cũng không đáng bao nhiêu. Ví dụ hàng chặt mà lớn ấy, thì phải dùng những cái cây này. Thì cái phần lưỡi nó này, lưỡi người ta hạ này. Đó, cái phần lưỡi người ta hạ đây nó rất là dày. Thì các bác chặt nó đảm bảo hơn. Còn cái những cái cây này này, chủ yếu là mình dùng để thái. Thái và chặt gà chặt vịt thôi. Cây này thì chuyên gà vịt các bác nhé. Chuyên gà vịt. Và cũng có thể làm hàng quán phở các thứ các bác là thái rau cũng như thái thịt bò các thứ rất là ok. Đó. Thì cái F19, một cây dao chặt hàng rèn thủ công này, F19 là 1.200.000 các bác nhé. Cây này 1.200.000. Thì thường những cái cây dao chặt mà có chữ khắc thủ công như thế này này,
hàng nó cũng khá là hiếm hàng các bác nhé, rất là ít hàng. Tiếp theo là F20. F20 em lên một cây Nakiri. Cây Nakiri này cũng là hàng rèn thủ công đây các bác. Đó, hàng rèn thủ công, nó dày ở trong này và mỏng dần ra ngoài này. Khâu đồng các bác nhé, khâu đồng này. Cây này thì ở trên cán thì có mộc, tuy nhiên cái cán đây bên này cũng có chữ luôn. Thì cái mộc bên này nó cái cán cũ ấy, nên là em cũng ấy lại. Còn cái khâu đồng này nó bị tụt ra, xong bắt đầu nó bị móp móp nhiều ấy. Em chỉ đóng được xuống đến đây thôi, còn phần trên nữa không đóng được nữa, không đóng xuống được nữa, nên nó bị hở nhẹ một chút như này. Đó. Còn về lưỡi dao thì bề mặt lưỡi thì còn láng còn mịn này. Chữ nghĩa đầy đủ đây các bác nhé. Đó. Chữ nghĩa đầy đủ này. Cây này thì em mài thì cũng chưa thấy nó ra ba lớp các bác nhé. Nó chưa thấy nó ra ba lớp, chỉ nghi ngờ thôi, còn không không có thấy. Nhưng cây này chỉ là em chỉ là hàng rèn thủ công chứ không thấy ba lớp. Chiều dài lưỡi sử dụng được 16 này, bản rộng là được 5,5. Tổng chiều dài lưỡi cán cây này được 30,5 cm. F20 là 280k, F20. Tiếp theo là F21. F21 thì F21 thì em lên một cây đề 3. Cây đề 3 này thì của hãng Sekimagoroku này, Sekimagoroku. Ở trên này có chữ Sekimagoroku dập chìm và ở đây có ba chữ này, có ba chữ. Hàng rèn thủ công, dòng mài một mặt hai lớp thép, da rẻ láng mịn. Cây này tương đối mới các bác nhé. Đây các bác này, cái vân thép của nó đây. Đó, cái vân thép này. Đó, phần vân thép đây. Thì cái làng nghề Seki thì bác nào mà muốn tìm hiểu làng nghề Seki ấy, các bác vào Google thì các bác tra ra thì sẽ thấy, thì nó sẽ hiện ra là cái làng nghề rèn thủ công truyền thống, là cái làng nghề Seki của Nhật. Đó. Cây này còn rất là đẹp nha các bác nhé, gần như mới. Cây này gần như mới luôn, không bị nhăm rỗ gì, còn sáng bóng. Chiều dài lưỡi sử dụng được 15,3, bản rộng là được 4,8 cm. Sống dao indoor phần dày nhất thì sẽ được 7,1 ly. Nó cán củng khâu rất là còn ok này. Thì F21 là 320, F21 320. Tiếp theo là F22. F22 thì em lên một cây đề 3 nữa. Cây này thì có hai chữ khắc thủ công. Tuy nhiên thì nó hơi mờ một chút rồi các bác nhé. Nhưng ở đây vẫn còn tem mác này, có chữ cũng như hãng sản xuất, thì nó sẽ nằm ở đây có hình bông lúa này. Đó, có hình bông lúa vắt chéo như thế này. Tay cầm khâu chốt đầy đủ các bác nhé. Tay cầm cũng còn tương đối, không có bị nứt móp gì. Cán cũng ok này. Bề mặt da rẻ láng mịn. Mài một mặt hai lớp thép. Chiều dài của cái cây này thì em đo được khoảng 16,8 cm. Bản rộng là được 4,8 cm. Độ dày là được 8,1 ly. F22 là 350k. F22. Cây này chuyên lóc các bác nhé. Hàng chuyên lóc và đề 3 mình làm cá các thứ ấy. Tiếp theo là F23. F23 em lên một cây đề 3 nữa. Cây này thì đây cái phần khâu của nó này. Đầu tiên là cái phần khâu của nó là cũng bị vậy. Nó bị móp quá nhiều nên không sửa được nữa. Nhưng mà nó còn một chút như thế này, em đóng không xuống nữa, bắt đầu em mài đây đi này. Mài cái khâu đến đây đi. Thì bác nào khéo tay về có thể thay khâu các bác nhé. Mình có thể thay khâu. Đó, nó bị lỗi cái khâu này thôi. Còn cây này thì rất là đẹp. Đó, dòng thép đặc biệt này, là nghề truyền thống. Là nghề truyền thống này, chữ khắc thủ, chữ khắc chìm đầy đủ. Dòng hai lớp thép các bác nhé. Hai lớp thép mài một mặt này. Mài một mặt hai lớp thép cán. Cây này cái cán còn rất là ngon. Da gì hả mịn. Cây này chỉ bị lỗi cái khâu thôi. Chiều dài lưỡi sử dụng là được 16,8. Bản rộng là được 5,1. Sống dao cái cây này thì em đo được là 7,5 ly. F23 là 350k. Tiếp theo là F24. F24 em cũng lên một cây đề 3 nữa. Cây đề 3 này còn đẹp đây các bác nhé. Cây này thì rất là đẹp. Lòng mài một mặt hai lớp thép. Đó. Da rẻ láng mịn đây các bác. Da rẻ láng mịn. Và chữ khắc thủ công này. Chữ khắc thủ công. Tay cầm bằng gỗ, khâu bằng nhựa. Cây này da rẻ ok các bác nhé. Cây này rất là đẹp.
Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này thì em đo được khoảng 17,2 cm. Bản rộng sẽ được 5,2 cm. Bản rộng 5,2. Sống phần dày nhất ở phần đầu cán này. Đây em đo hẳn phần đầu cán 9,3 ly này. Đó, 9,3 ly. Đo phần giữa thì sẽ được 7 ly các bác nhé. Phần giữa được 7 ly này. Đó. F24 là 350k. F24 350k. Hai lớp thép. Cái lớp thép đây rất là đẹp các bác nhé. Tiếp theo là F25. F25 thì em lên một cái cây dao bếp. Dòng này dòng Santoku. Santoku dòng 3 lớp thép. Cây này thì lõi carbon nhé các bác nhé. Nó là lõi carbon. Lõi này lõi rỉ đen các bác nhé. Nó sẽ bị rỉ. Nhưng mà khi lên lớp cái lớp rỉ đen ấy, mình mài nhẹ đi cái là nó hết nhé. Thì trước khi mình xài thì mình vẫn sẽ phải mài. Đó. Thì cái thường cái lõi carbon này sử dụng thì nó rất là ngon. Nó rất là bén. Nó rất là sắc. Thế nhưng mà nó dễ bị rỉ đen các bác nhé. Cây này thì lõi của nó là lõi kiểu như là thép DB này, thép DB nhưng mà lõi là lõi các là lõi carbon DB. Ở đây có chữ DB này. Nhưng mà cái lõi này kiểu lõi đen thì em gọi là lõi carbon, nhưng mà thường ở đây có chữ DB, thường là thép DB. Đó. Thép thì có nhiều loại thép lắm. Nếu bản thân em thì cũng mới bán được có mấy tháng, thành ra em chưa có rành mấy. Cái dòng này do dòng chỉ biết dòng 3 lớp này. Đấy, như cây này dòng 3 lớp nhưng mà lõi cây này là lõi gì đó, DB chữ nghĩa đầy đủ này, mộc triện. Đó, mặt bên này có chữ khắc thủ công đây các bác nhé, có chữ khắc thủ công này. Cây này thì da rẻ láng mịn sáng đẹp. Thì chiều dài lưỡi sử dụng cái cây này em đo được là khoảng 17,8 cm, bản rộng là được 4 cm các bác nhé, bản rộng 4 cm. Sống dao thì được 2,2 ly. Thì F25 là 280k, F25 là 280. Tiếp theo là F26. F26 em lên một cái cây dao lóc. Cây dao lóc, cây này thì các bác dùng để lóc thịt này, dùng để lóc thịt hoặc là lóc da gân thịt bò các thứ ấy. Đó. Tay cầm khâu chốt dòng 3 chốt nhé. Cán cũng ok này, không có bị nứt vỡ gì. Đó, cán cũng còn rất là đẹp nha các bác nhé. Cán này cán bắt gỗ bắt ca các bác. Gỗ này gỗ bắt ca này. Có, nó có từng lớp này. Đó. Dòng 3 chốt này. Dòng này là ốp không rỉ và lõi không rỉ các bác nhé. Ở đây có chữ Nhật nha các bác nhé. Chữ Nhật đầy đủ này. 3 lớp. Cây này các bác mình có thể mua về dùng để lóc lọc. Cũng có thể dùng để gọt trái cây. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng là được 17 này, bản rộng là được 2,8 cm. Sống dao cái cây này em đo được 1,4 ly. F26 là 250. Đó, dòng 3 lớp thép, ốp không rỉ, lõi không rỉ. F26 là 250. Tiếp theo F27. F27 em lên một cây Nakiri. Cây này dòng 3 lớp các bác nhé. Đây các bác này. Đó, cái lớp thép nó dày lên mãi đây cơ. Bên này cũng vậy này. Đó, dòng 3 lớp nhé các bác. Đó, đường vân thép này nó lên mãi đây. Đó, cây này có chữ nghĩa đầy đủ đây các bác, chữ nghĩa đầy đủ. Tay cầm bằng gỗ, khâu bằng nhựa. Thì cái cây này thì nó hơi bị rỗ nhẹ như thế này, nhưng em đã vệ sinh mài sáng lên như thế này rồi. Những cái vết rỗ sâu ấy, em đã mài sơ qua rồi. Thì sống dao đây nó còn tương đối dày này, tương đối dày. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng cái cây này được 16, bản rộng là được 5,1 cm. 5,1 cm. Sống dao phần mỏng nhất là được 1,4 ly, ở phần dày nhất là được 2,7 ly. F27 là 330. Tiếp theo là F28. F28 em lên một cây Nakiri, hàng rèn thủ công. Cây này thì là 3 lớp thép nha các bác. Đây, cây này dòng 3 lớp thép này, 3 lớp thép. Đó, cây này thì các bác mình có thể nhìn, nếu mắt thường mình có thể nhìn ra là nó là 3 lớp thép này. Đó, đây. Họ ghép thép nó cực kỳ là tuyệt đối luôn này. Đó, cái vân thép nó nhỏ 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 nhỏ, nhỏ đây các bác nhé. Nó dòng 3 lớp. Chữ nghĩa đầy đủ này. Được rèn ở làng nghề Tô Sa đây các bác nhé. Là nghề Tô Sa, tay cầm bằng gỗ và có chữ nghĩa đầy đủ này. Chữ dập nhiệt, khâu bằng nhựa. Đó.
Chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì em đo được 16,5, bản rộng là được 5 cm, bản rộng 5 cm, rèn thủ công nữa các bác. F28 là 350k, một cây Nakiri dòng 3 lớp thép, rèn thủ công này. Đó. F28 là 350k. Tiếp theo F29. F29 thì em lên một cái cây dòng 3 lớp, cây này đây là tên hãng này, Bekasa này. Cây này là dòng dao Nhật. Cây này là dòng hai chốt nha các bác nhé, hai chốt này. Khâu thì bằng nhôm, khâu này khâu bằng nhôm, cán thì bằng gỗ này. Khâu nhôm, cán gỗ. Dòng 3 lớp thép. Đây các bác, ở trên lưng này mình cũng có thể thấy này. Lõi carbon các bác nhé. Cây này lõi carbon, lõi có gì. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 16,5, bản rộng là tay cầm thì được 4,2. Cây này dòng Santoku các bác nhé. Santoku. 3 lớp thép lõi carbon. F29 là 200k. Tiếp theo là F30. F30 em lên một cái cây dao, cây này dòng Santoku. Cây này thì vân răng mai 3 lớp, ốp không rỉ và lõi không rỉ. Đây cái đường vân của nó đây, các bác mình có thể thấy này, đường vân nó kiểu nó như thế này. Nó rất là đẹp, rất là đặc biệt nhé. Những cái vân này thì nó khá là ít hàng, rất là khó kiếm nha các bác nhé. Thỉnh thoảng mới về được một ít thôi. Cái vân 3 lớp này. Vân cực kỳ đẹp luôn, chữ khắc thủ công. Cây này là thép DB này, thép DB Stainless Steel. Ốp tay cầm được làm bằng gỗ bát ca này. Đó. Tay cầm được làm bằng gỗ bát ca. Cán cổng còn đẹp các bác nhé, không bị nứt nát gì. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 16,5, bản rộng là được 4,4 cm. Sống dao cây này thì em đo được 1,3 ly. Cây này mà thái rau thái thịt thì cực kỳ sắc bén này. F30 là 450k. Tiếp theo là F31. F31 em lên một cái cây dao. Cây này thì của hãng Checkmark này, của hãng Checkmark. Tay cầm thì được làm gỗ bát ca này. Đó, tay cầm được làm gỗ bát ca. Không bị nứt hở gì các bác nhé, không bị nứt hở gì. Cái phần này thì em chưa có mài bóng vệ sinh hẳn lên này. Đó, còn phần lưỡi thì làm tương đối rồi các bác nhé. Chất thép thì còn rất là ok. Cây này thép thì còn cực kỳ bén. Dòng thép này rất là bén. Chiều dài lưỡi sử dụng em đo được 20,8 cm, bản rộng phần tay cầm được 4,1 cm. Sống dao là được 1,7 ly. Thì F31 là 230k. F31 230k của Checkmark nha các bác nhé. Cây này của Checkmark sản xuất. Tiếp theo là F32. F32 em lên một cái cây 3 lớp. Cây này là 3 lớp, chất liệu là thép DB này. Cây này ốp không rỉ và lõi cũng không rỉ luôn các bác nhé. Đây cái vân 3 lớp này đây. Đó, dòng 3 lớp các bác nhé. Đó, 3 lớp này. Tay cầm được làm bằng gỗ bát ca, dòng là dòng hai chốt. 3 lớp. À cái này là ốp có rỉ các bác nhé, lõi có rỉ này. Lõi này lõi có rỉ các bác nhé. Đó, lõi này lõi có rỉ. Không phải không rỉ. Chiều dài lưỡi sử dụng được 16 á, và bản rộng phần tay cầm là 4 cm. Sống dao cây này thì em đo được 1,7 ly. Thì F32 là 300k, F32. Tiếp theo là F33. F33 thì em lên một cây Santoku. Cây này dòng Santoku và cái vân của nó đây, vân răng mai các bác nhé. Vân rất là đẹp. Cây này thì đặc biệt là ốp không rỉ và lõi không rỉ luôn, vân răng mai. Tay cầm được làm gỗ bát ca và dòng này dòng cao cấp này, dòng 3 chốt cao cấp. Thép là DBS này, DBS chữ nghĩa đầy đủ đây. Đó. Chữ khắc thủ công này, bên này có mộc triện của hãng sản xuất này. Đây là mộc triện, tên này giống kiểu tên cái người nghệ nhân họ rèn ra cây dao này các bác. Đó. Rất là đẹp nha các bác nhé. Cây này còn gần như nguyên vẹn này. Đó. Tay cầm không có bị nứt nát gì.
rất là khít nha các bác, cực kỳ khít luôn. Dòng 3 chốt. Chiều dài lưỡi sử dụng, cái cây này em đo được là 16,7 cm, bản rộng là được 4,2 cm. À, độ dày của nó được 1,7 ly, 1,7 ly. F33 là 500k nha các bác. F33. Thường những cái cây này ấy, nếu mà nó là hàng mới ấy, thì cái giá trị của nó tới mấy triệu một cây này, 5-6 triệu một cây. Cái hãng này là nó mắc hơn cả hãng cai rất là nhiều nha các bác nhé. Thì thường một cây dao cai như này ấy, nó đã tầm khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu. Đó. Mà cái dòng này nó là thép DB mà lại không rỉ vân răng mai như thế này. Đó, vân răng mai mà lại ốp không rỉ, lõi không rỉ, thép DB. Cái thép này ấy thì nó có thể so sánh được với cái thép VG Max các bác nhé. So sánh được VG Max. Thì F33 là 500k các bác. Tiếp theo là F34. Em lên một cây sashimi. Cây sashimi có bao vỏ hộp đầy đủ đây các bác nhé. Cây này có bao vỏ hộp đầy đủ. Cái vỏ hộp thì nó hơi cũ một chút rồi. Đó, nó hơi cũ một chút như thế này. Thì cái cây này, đây các bác, cái đường vân của nó đây. Đó, dòng mài một mặt hai lớp thép này. Cái lớp thép lên mãi đây các bác nhé. Đây này. Đó, lớp thép ghép của họ là họ ghép thép tới đây này. Ở cái mặt này sẽ là thép non này. Đây sẽ là thép non, chữ khắc thủ công. Và cái đường vân cây này này, đó, đường vân rất là đẹp. Vân kiểu nó xoắn xoắn xoắn. Không phải là một đường vân thẳng các bác nhé. Nó rèn thủ công. Cây này có mộc triện đầy đủ này. Mộc triện đây hơi mờ chút. Tay cầm thì bằng gỗ, khâu bằng nhựa. Cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp nhé các bác nhé. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì em đo được khoảng độ 17,5. Bản rộng phần tay cầm được 3 cm. Ở phần đầu ngoài này em đo được 2,5 ly này. Đi vào trong này thì sẽ được 3,5 ly đến 3,5 ly. F34 là 370k. F34 370k. Bao vỏ hộp đầy đủ này. F34 370. Tiếp theo là F30. Tiếp theo là F35 ạ. Đây, F35 thì em lên luôn ở bên này. F35 thì em lên một cây cuốc chim. Giờ hết dao rồi, bắt đầu đến đồ nghề với cả cuốc xẻng dụng cụ này. F35 thì em lên một cây cuốc chim. Cây cuốc chim này thì hàng còn tương đối đẹp các bác nhé. Cây này thì của hãng con chuồn chuồn này. Đó. Cây này thì nó không có cán. Các bác mình về các bác mình tra cán, thêm một cái cán vào các bác mình xài. Cây này thì người dùng trước ấy, là người ta có sơn một lớp sơn màu vàng lên. Đó, phần lưỡi thì em đã mài sơ như thế này. Đó, ở đây có logo hình con chuồn đấy các bác nhé. Có một lớp sơn màu vàng. Đó, đầu thì còn nhọn còn vuông. Cây này còn tương đối đẹp. Thế cây này em cân là được 1,6 kg. Nó nặng 1,6 kg này. Bản rộng lưỡi bổ, bản rộng lưỡi đào thì được 7,5 cm. Còn tổng chiều dài thì được là 46 cm các bác nhé. Tổng chiều dài 46. Thì F35 là 250k. F35, một cây cuốc chim của hãng con chuồn chuồn này. F35, 250. Tiếp theo là F36. F36 thì em có lên một cái cây tời, một cái tời tay các bác nhé. Cây này cây tời tay. Thì cái cây này cáp củng các bác có thể thấy này. Đó. Sợi cáp không bị đứt hay là không bị dập mót gì các bác nhé. Ở những cái phần đầu này này, móc các thứ đầy đủ. Ở đây có chữ nghĩa đầy đủ đây các bác, chữ nghĩa đầy đủ. Cây này lớp sơn màu xanh còn tương đối mới. Đó, dòng này dòng tời tay tự động các bác nhé. Đó. Thì cái dây này nó dài được khoảng độ là gần 2 mét nhé các bác. À không, nó chỉ được 1,5 m thôi. Tầm 1,5 m nhé các bác nhé, tầm 1,5 m. Ở đây có một cái móc xích này. Đó. Khi các bác mình treo lên dây ấy, treo lên dây xích hay dây cáp ấy, thì các bác sẽ móc vào như thế này các bác nhé, để mình tời này. Cái tay tời nó đây. Và ở đây sẽ đây. Đây nhá các bác. Ở đâu nhỉ? Cây này thì nó hoạt động. À đây đây đây. Đó, khi các bác mình ấy như thế này, kéo xuống như này, các bác mình bẻ như này thì cáp nó sẽ vặn vào như các bác nhé. Đấy, nó sẽ vặn cái cáp vào trong này. Đó. Thì cái tời tay này này.
Cái tòi tay này em bán là 300 nha các bác, F36 là 300. Tiếp theo là F37. F37 em có lên một cây bào gỗ. Thì cây bào gỗ này đây các bác ở đây có một hình người họ đang cầm cái cưa này, logo tem mác đầy đủ. Phần lưỡi bào có chữ dập chìm các thứ này, đây có hình bông hoa. Bên trong có chữ dập chìm. Đó, bào cũng là dòng hai lớp thép đây các bác. Bào hai lớp thép, lưỡi này hàng chưa qua sử dụng này. Cây này bào chưa qua sử dụng các bác nhé. Bào gỗ còn rất là đẹp. Chắc chắn nha các bác. Thì bản rộng, bản rộng nó được 8 sen. Đây, bản rộng là được 8,3, độ dày là được 3,5. Chiều dài của cái bào này em đo được là 27 sen, 27 sen. Thì F37 là 220k, F37 220k. Tiếp theo là F38. F38 em lên một cái súng bắn sơn của hàng của Đan Mạch này. Súng bắn silicon, em xin lỗi. Đấy, made in Đan Mạch. Cây này còn rất là mới nha các bác nhé. Ở đây bị bong tróc nhẹ một chút sơn ở đây này. Nhưng cây này còn gần như là nguyên vẹn, gần như là mới luôn này. Hàng chưa qua sử dụng nha các bác. Đó. Đây các bác. Đó, rất là nhẹ nhàng. Cái này là hàng của Đan Mạch nha các bác nhé. Hàng của Đan Mạch. Họ có made in Đan Mạch đầy đủ ở đây này. Đó. Thường những cái thương hiệu với quốc gia ấy, mà sản xuất ra ấy, thì nếu mà làm hàng giả hoặc hàng nhái đi cũng chẳng người ta không dám in chữ made in Đan Mạch lên đây đâu. Đó, phải đúng ví dụ như hàng của made in China hay là made in Japan thì là họ sẽ in lên cái sản phẩm, vì cái này nó dính đến cái vấn đề là hàng giả hàng nhái ấy. Còn nếu nhái thì thường họ chỉ là nhái tem mác với cả vào tem mác ấy thôi, hoặc là đổi tên một tí thôi, chứ cái này là của made in Đan Mạch đây các bác nhé, hàng của Đan Mạch này. Thì cái chiều dài của cái cây súng silicon này thì em đo được chiều dài mà ống thì được khoảng 24, còn bản rộng là được 5 sen này, bản rộng 5 sen, cây này còn rất đẹp. Thì F38 là 250k, F38 250k. Tiếp theo là F39. F39 thì em lên hai cái cây đào đất các bác nhé, hai cây đào đất mini này, xẻng mini đào đất này. Thì cây này của hãng Banco, Banco hàng của Nhật đây các bác nhé. Ở trong này thì người ta có thiết kế một cái miếng sắt như thế này để khi làm xong các bác rửa sạch sẽ rồi các bác có cái móc này các bác treo lên, còn khi làm thì nó sẽ tụt xuống như thế này. Đó. Còn khi mà treo lên các bác rộng ngược lên cái là nó sẽ lòi ra cái để mình treo lên. Cây này thì làm hoàn toàn bằng kim loại. Ở phần dưới đáy thì có một cái miếng sắt, họ làm như thế này để đỡ cái lưỡi. Ví dụ các bác mà cầm như thế này, các bác xới đất, đào đất thì nó tránh bị gãy cái phần này này. Tại vì phần này thường các cái cây xẻng mini nhỏ ấy, nó mỏng như này dễ bị gãy phần này này. Nên người ta đã thiết kế một miếng thép vào đây, thép chắn ngang như thế này, thì thành ra nó rất là cứng cáp các bác nhé. Nó khó bị gãy được ở cái điểm này. Đấy. Còn cái phần lưỡi đã làm cong như thế này rồi, các bác mình thoải mái sử dụng, thoải mái đào bẩy mà không có sợ bị. Tại vì khi nếu cái lưỡi mà chiều thẳng ấy, thì nó rất dễ bị gấp, tại vì nó mỏng mà. Nhưng khi đã làm cong lên như này, nó có một cái lực để mà tạo cái độ cứng rất là cao nha các bác. Đó. Thì cái bản rộng của lưỡi là được 5,7 và chiều lưỡi dài là được 16,5. F39 là 150k. Là 2 cây các bác nhé. F39 150k 2 cây. Tiếp theo là F40. F40 thì em lên một cái cây Eto. Cây Eto này thì hàng của Nhật nha các bác nhé. Em xin. Cây này thì nó không còn tem mác gì ở ngoài thân. Đấy, nhưng mà cây này thì có một lớp sơn tĩnh điện đây các bác này. Đó. Nhưng mà cây này thì nó không có tem mác gì cơ. Không có tem mác. Thường cũng có một số cây sẽ có made in da băng, họ dập chìm dưới này này, họ dập chìm dưới này. Mà cây này thì ngay cả bên đấy nó không có nhé. Nhưng mà cây này thì rất là chắc chắn. Đây các bác mình có thể thấy này, nhìn bề ngoài này, rất là chắc chắn nhé các bác nhé. Rất chắc chắn, sơn tĩnh điện, rất là đẹp. Thế cây Eto này thì em cân thì nó nặng được 3,4 kg. Cái về cái miệng kẹp của nó thì đây, em xem nó. Cái miệng của nó mình có thể kẹp được nó khoảng 4,5 cm các bác nhé. Còn lưỡi rộng được 7,8 cm này, 7,8.
7,8 cm. F40 là 650. Tiếp theo là F41. F41 thì em lên một cái cục đe các bác nhé. Cái cục đe này đe đường ray xe lửa này, thì các bác người ta cắt ra để làm cái đe ấy. Thì các bác mình mua về mình dùng trong gia đình đó. Dùng trong gia đình rất là dày. Cái cục đe này thì em cân nó nặng 3,4 kg các bác nhé. Nặng 3,4 kg. Thì cái chiều cao thì được 10,6 cm. Và chiều dài là được 12. Bản rộng là được 6 cm này các bác này. Rộng 6 cm. Đó. Nặng 3,4 kg. Thì F41 là 450. Tiếp theo là F42. Đây, F42 em lên một cái cặp cảo. Thì cái cặp cảo này thì em lên khá là nhiều rồi. Đó, em lên khá là nhiều. Thì cặp cảo này em bán là một cặp các bác nhé. Cặp này 280.000 thôi. Khá là rẻ nha các bác. Khá là rẻ. Đó. Còn chắc chắn này, còn đẹp các bác nhé. Tay cầm thì là bằng gỗ này, tay cầm là bằng gỗ. Ở đây có khâu chốt đầy đủ này. Nó ở đây thì có một cái hình tròn như thế này để các bác bắt vào ấy. Khi mà cứng rồi ấy, mình vẫn có thể vặn mà nó không ảnh hưởng đến cái sản phẩm khi mình ép nhé. Đó. Ốc ổn hoạt động bình thường. Thì cái chiều dài cái miệng kẹp được khoảng 20 cm này, nó kẹp được khoảng 20 cm. Đó. Còn đây là chiều cao của nó thì được 11, chiều cao được 11. Thế một cặp cảo như thế này, nó tất cả đều đầy đủ và nguyên vẹn đầy đủ các bác nhé. Đây, nó không bị thiếu chi tiết gì. Thì một cặp cảo này em bán là F24 là F42 là 280. Tiếp theo là F43. 43 thì em lên một cái lưỡi thủng các bác nhé, lưỡi thủng đào đất. Thì cái này ấy, thì nó không có cán. Các bác mình về các bác mình hàn cái cán sắt vào đây. Đó, có một cái ống sắt hoặc là mình làm bằng gỗ cũng được, bằng gỗ bằng tre các bác mình cưa cho nó thành cái miệng ấy, rồi mình đút vào mình làm chốt thôi, làm chốt làm khâu mình xài thôi. Thì cái lưỡi này nó là hàng rèn thủ công đây các bác, hàng rèn thủ công này, nó còn tương đối đẹp các bác nhé. Cây này còn đẹp chưa xài này, hàng chưa qua sử dụng. Đó, cây này thì các bác mình dùng để đánh cây đào hố, đánh cây cảnh các thứ. Đó. Thì cái bản rộng lưỡi sử dụng được 10 cm và chiều cao thì là được 17. Còn tổng chiều dài là được 36. Cái này thì nó khá là dày này. Ở đây sẽ dày được 7,1 cm. À 7,1 ly. Còn phần lưỡi dưới này dày cũng cả. Đây em sẽ đo phần mỏng nhất đi, 4,4 ly các bác nhé. Đó, 4,4 ly. Còn đây 5, mấy ly. Vì nó hàng rèn thủ công mà, chỗ dày chỗ mỏng. Đó. Thì F43 là 250k. F43 là 250k. Tiếp theo là F44. F44 thì em lên một cái hộp đồ nghề các bác nhé. Một cái hộp đồ đựng đồ nghề. Không phải đồ nghề mà em xin lỗi, mà cái này là một bộ đầu khẩu. Một bộ đầu khẩu. Cây này thì hàng của Nhật đây các bác này. Nó hàng của Nhật, tay cầm bằng nhựa và chất liệu là chrome vanadium này. Đó, có hoạt động bình thường đây các bác nhé. Đó, bẻ sang bên đây này. Mở ra mở vào, đầu nó đầu 1/2 đây các bác, đầu 1/2 này. Đó, da băng này. Nhưng mà cái này ấy, thì những cái đầu này này, những cái đầu này là đầu em nhặt ngoài các bác nhé. Đầu này đầu em nhặt ngoài. Có đầu thì của KTC, có đầu thì của KTC, cái này đầu 27 này. Đầu 27 của KTC. Còn cái đây sẽ là đầu có chữ da băng dập chìm ở đây RV và có dấu zip nội địa này. Cái này đầu 22 của hãng Tool này. Đó, cần đầu này thì lại là đầu 17 của Mitoloy, của Mitoloy. Đây sẽ là cái đầu đầu này là đầu 9 ly này, đầu 9 ly của hãng Hero, của Hero cũng hàng của Nhật nhé, có logo dấu zip nội địa của Nhật này. Đó. Và cái đầu 30 thì cũng của hãng Tớt này. Tớt và có logo dấu zip nội địa của Nhật đây các bác nhé. Đầu còn rất là đẹp này, không bị nhăm nhẻ gì. Đây là cái đầu này đầu 24. Đầu này thì không có tem mác gì nhưng còn rất là đẹp. Đây không bị nhăm nhẻ gì này. Cái miệng còn rất là ok nhé. Bên trong bị xét nhẹ một chút thôi nhưng nó không ảnh hưởng. Tiếp theo là đầu 23.
Cây này thì của KTC này, đầu của KTC Tokyo Totun này. À, cái đầu tiếp theo cũng của Hero này, Hero có logo dấu zip nội địa này. Đó là những cái đầu này em, cây này đầu này của Hit, đầu này đầu 12 của hãng Hit này. Đó, đầu còn rất là đẹp. Những cái đầu này thì em đã lựa rồi. Đó là đầu nó không có bị nhăm mẻ sứt gì các bác nhé, thì em mới nhặt em bỏ vào cho đủ bộ ấy. Đầu này đầu 19 này. Cây này đầu này của KTC này, KTC. Còn cái đầu này là đầu 14. Đầu 14 của Mitoloy này, Mitoloy. Còn đây sẽ là đầu của hãng Tun này, của hãng Tun. Đầu 21. Đó. Gồm có 2 4 6 8 10 12 và một cây cần nữa. Một cây cần nữa. Thì mã F44 là 330, có cả bộ hộp đầy đủ của các bác nhé. 330 F44. Tiếp theo là F45. F45 thì em lên một cái thước ban me, cái này của Mitu Toyo, của Mitu Toyo này. Đó. Cây này thì còn nguyên vỏ hộp đầy đủ luôn. Nguyên hộp nguyên vỏ như thế này. Thì cái thước ban me này kèm theo nó có, em thấy ở trong này có 3 món này. Nó có một cái cờ lê nhỏ xíu như này và có một cái đầu như này các bác nhé. Đây cái đầu này giống như kiểu đầu để thay thế chẳng hạn đấy. Còn thay thế như thế nào thì em cũng không có rõ này. Đây, cái này 5mm. Ở đây thì có chữ Mitu Toyo này. Nó số hiệu từ 1 đến 10mm, 0,01mm. Tất cả hoạt động bình thường đấy các bác nhé. Cái này thì vặn dùng ấy như nào thì em cũng không có rõ. Có bác nào đây, có bác nào dùng quen cơ khí ấy, thì các bác. Cây này thì hàng gần như chưa dùng nhé các bác nhé. Hàng gần như chưa xài này. Đó, nó có 3 món như thế này. Rất là mới, còn nguyên vỏ hộp. Ở bên trong có một tờ giấy hướng dẫn. Nó có một tờ giấy trong hướng dẫn này. Thì cái hộp này là F45, em bán là 300k nha các bác. F45 là 300. Tiếp theo là F46. F46 em lên một cây thước. Cây này cây kiểu như thước ba ke ấy, họ dùng đo cái gì em không rõ, những kiểu mình đo vào để mình ke góc hay gì đó. Thì cái này của Made in Japan này, có chữ Made in Japan, có hình con chim cánh cụt, dòng stainless steel, thép không rỉ. Thép không rỉ, hoa văn rất là nhiều. Thì cái chiều cao đi, chiều cao của nó là được 6,3 cm. Còn tổng chiều dài thì em đo như thế này được 11,5 này, 11,5. F46 là 150k. Tiếp theo F47. 47 thì em lên một cây kéo cắt cành bonsai. Cây này thì hàng của Nhật. Đó, có chữ Nhật ở đây, bên này có mộc truyện đầy đủ này. Chốt chủng ok, lò xo đầy đủ. Lưỡi lủng là còn khít nha các bác. Lưỡi còn khít này. Đây, nó do cái này. Đây các bác nhé. Đó, lưỡi còn rất là khít, rất là đẹp. Dòng hai lớp thép nha các bác, lưỡi hai lớp thép. Thì cái chiều dài của cây kéo này thì em đo được khoảng 8,5 cm, 18,5 cm, em xin lỗi. Thì F47 là 270k. Tiếp theo là F48. 48 thì em lên một cây kéo tỉa dăm bonsai. Cái cây này thì em đánh rỉ và bôi dầu lên rồi. Nó dòng hai lớp thép này. Nó dòng hai lớp thép đây các bác nhé. Các bác mình có thể thấy nó là dòng hai lớp thép này. Đó, dòng hai lớp thép, bề mặt này hơi nhăm nhẹ một chút. Tuy nhiên lưỡi kéo thì em thấy còn tương đối khít nha các bác. Đó, tương đối khít. Cây này không có gì cắt thử. Đây các bác nhé, như kiểu giấy này. Đó, nhìn vậy thôi nhưng nó rất là sắc như các bác. Đây, nó rất là sắc. Cho nên là cái lưỡi này em vẫn để nguyên. Vì cái này họ rèn thủ công ấy. Rèn thủ công xong họ làm cái chốt này này. Thành ra nó cũng hơi khó mài một chút. Có bác nào bác mà chuyên về bonsai ấy, bác chuyên về bonsai ấy, thì các bác sửa mấy cái kéo này thì nó đơn giản thôi. Nhưng mà em thì kiểu sửa độc sợ hỏng cái lưỡi này này. Máy của em thì nó không, chỉ làm dao thôi chứ đưa mấy cái kéo này vào nó dễ bị hỏng ấy. Nên là em không có sửa.
còn nó cái thép nó vẫn sắc, vẫn rất là ngon. Cho nên là các bác mà có xài thì các bác mình mua về các bác mình xài đây này. Đó, ngay ở cắt cái giấy keo, cái giấy mà keo như này nó còn sắc như vậy các bác. Thì các bác mình mua về các bác mình dùng để tỉa dăm bonsai ấy. Hai lớp thép hàng chuẩn xịn nha các bác nhé. Đó, ở đây có dấu dập chìm này. Thì F48 là 100k nha các bác nhé. Đó, em xả các bác nào về mua về các bác sửa này. F48 là 100k. Tiếp theo F49. 49 thì em lên một cái cây kìm cắt kẽm. Cái kìm này cắt kẽm bonsai này các bác nhé. Đó. Lưỡi rất khít nha các bác, lưỡi khít này. Đó, kìm cắt kẽm bonsai. Cây này thì nó không có mộc gì, hàng rèn thủ công. Đó, từ phần tay cầm đến phần lưỡi này. Nguyên bản. Thì chiều dài của cái cây kéo kìm này thì em đo được 20 cm, chiều dài 20 cm. F49 là 220. Cây này về các bác mình vệ sinh sơ đi. Cây này thì hàng bao chuẩn nha các bác, hàng bao chuẩn, bao chuẩn, bao xịn. Thì những cái cây hàng chuẩn thì các bác nhìn ở những cái chốt này, nó luôn luôn có những cái gờ như thế này. Đó. Nó sẽ có những cái gờ như thế này và cái phần lưỡi rất là khít. Lưỡi khít chứ nó không có hở. Hàng cũ nhưng mà nhìn nó người ta có sử dụng rồi nhưng mà rất là chất nha các bác nhé. Vì phần lưỡi rất là ngon, F49 là 220. Tiếp theo F50. F50 em lên một cây kéo bướm. Cây kéo bướm này thì hàng còn tương đối đẹp đấy các bác nhé. Đây có chữ mộc triện đầy đủ này, dòng hai lớp thép. Đó, dòng này dòng hai lớp thép đây các bác. Đây, mặt bên này các bác có thể thấy nó là hai lớp thép này. Hai lớp thép cả bên đây luôn. Đó, dòng hai lớp thép này. Cái cây này các bác mình mua về các bác mình xài nhé. Cây này còn rất ok. Chiều dài lưỡi sử dụng cái cây kéo này em đo được 5 cm, tổng chiều dài được 18. Thì F50 là 150k, F50 là 150k. Tiếp theo là F51. 51 thì em có lên một cây kìm cắt kẽm hoặc là cắt cáp này. Cái này có thể cắt được cáp từ 5 ly các bác nhé, 5 ly trở xuống. Thì cái cây này lưỡi rất khít này. Đó, lưỡi rất là khít. Cây này của hãng MCC, da rẻ thì tương đối này. Tay cầm thì bằng nhựa và có chữ MCC ở đây. Đó, chốt chủng ok các bác nhé. Thì cây này em đo chiều dài lưỡi thì được chiều tổng chiều dài là được 21,5. Thì F51 là 150k. Cây này còn khá đẹp. F51 150k. Tiếp theo là F52. 52 thì em lên một cây mỏ lết đa năng. Cây này nó là size 250 mm, da rẻ nắng mịn. Cây này của hãng Sunkey, chất liệu là chrome vanadium. Răng lợi ok nhé các bác nhé. Răng lợi còn mới còn đẹp này, không có bị nhăm mẻ gì. Đó. Có thể vặn được rất là nhiều loại ốc khác nhau. Vặn được nhiều loại ốc khác nhau. Thì cái chiều dài của cái cây mỏ lết đa năng này được 26 cm. Đó. Hoạt động bình thường, có lò xo lẫy đầu gật gù. Đó. F52 là 170. Tiếp theo là F53. F53 thì em lên một cái cây mỏ lết. Cây này thì hàng của Mỹ đây các bác. Đó. USA này, James Tun gì đây này. Đó. Cái gì Danison. Best Grip Forget Cell 10 inch. Cây này còn hoạt động bình thường đấy các bác nhé. Đó, nó còn hoạt động bình thường này. Trơn tru, láng mượt. Phần răng ở bên trong thì ở đây nó có những cái chấm bị nhăm nhẹ một chút như thế này. Tuy nhiên là nó không ảnh hưởng nhé. Đầu này, độ dơ lắc rất là ít. Thì cái này cái miệng kẹp là được 3 cm. Tổng chiều dài cây này thì em đo được 26 này. 26, hàng của Mỹ nhé, USA. Thì F53 là 380. Thường những cái cây này trước kia giá của nó tới 400 mấy, 500 mấy. F53 là 380. Tiếp theo là F54. Còn nếu mà mỏ lết Mỹ mà mua mới thì tính tiền triệu nha các bác, vài triệu một cây. F54 thì em lên một cây khò ga. Cây khò ga này của Namilac này, Namilac
hàng của Nhật nhé các bác nhé. Cây này còn rất là mới, hàng mới chưa qua sử dụng này. Đó, cây này thì không có bình ga ở đây. Đó, bộ phận đánh lửa của nó đây. Đó. Xong lửa lúc to lúc nhỏ thôi. Đó. Lửa nó lúc to lúc nhỏ như thế. Tại vì xoay trên cam này, nó vào cái khoảng tối đấy. Cái lúc mà đánh nhỏ thì nó không lên được, nó phải đánh to cơ. Đó. Thì cái tia lửa nó lớn ấy, thì các bác mới thấy được. Đó, thì cây này ấy, thì nhựa thì sẽ là nhựa ABS chống chịu nhiệt nhé. Đó, chống chịu nhiệt rất là tốt. Còn cái phần này sẽ là inox 304 này. Nó là inox 304. Có thể chịu được ở nhiệt độ là 1200 độ. Thì cái cây này này nó khò rất là ổn nha các bác nhé. Ở đây thì không có cái bình ga nào, có cái bình ga nào đây nãy em quên. Thì cái khò ga này em bán là 150k các bác nhé. F34 là 150k. Tiếp theo là F54, em xin lỗi. F54 là 150k. Tiếp theo là F55 ạ. F55 thì em lên một cái cây cuốc. Cây này dùng để cuốc đất các bác nhé. Cây này cuốc đất này, nó dòng lưỡi cuốc nó làm lưỡi hình tròn như này các bác, dùng để cuốc những cái đất cứng và đất mềm thì cuốc nó rất là, tức là họ thiết kế cái lưỡi này này để khi mình cuốc đỡ mất sức như các bác nhé, nó đỡ mất sức của mình hơn, dù là đất cứng hay đất mềm. Đó, đất cứng thì vẫn cuốc được và đất mềm sẽ cuốc sâu hơn. Đó, không phải như những cái cuốc mà lưỡi bằng này đâu, lưỡi bằng này các bác mà bổ xuống nó cứ bầm bập bập thế. Nếu đất cứng thì có thể mình sẽ không cuốc được luôn đấy, nhưng mà những cái cuốc mà họ làm lưỡi như này này, tức là khi mình bổ xuống đất, nếu đất cứng nó cứ ăn từ từ nó xuống đấy. Đây, hàng rèn thủ công nhé, hàng chưa qua sử dụng, lỗ tra cán hình chữ nhật này. Đó. Thì chiều rộng, bản rộng của lưỡi sử dụng được hơn 20 cm, chiều cao thì là được 23, chiều cao được 23. Hàng rèn thủ công rất là dày và cứng cáp. Thì F55 là 220 F55. Tiếp theo F56. F56 thì ra vướng cái đèn trước. 56 thì em lên một cái lưỡi sạc nha các bác nhé. Cái lưỡi sạc cỏ. Cái lưỡi này cũng là hàng mới và chưa qua sử dụng này. Đó, các bác mình có thể thấy hàng mới chưa qua sử dụng. Cái phần lưỡi này thì em đã mài bén rồi, khi lấy về thì nó có những cái vết sét ấy, nhưng đây em đã mài bén vệ sinh sạch sẽ lên rồi, các bác mình mua về các bác mình xài thôi. Đó, hàng đẹp nhé các bác nhé, hàng rèn thủ công luôn, hàng rèn thủ công, họ làm cái kiểu bay bay tròn tròn như thế này để cho mình sạc cỏ, nạo vét hố này kia cho nó dễ nhé các bác nhé. Sạc cỏ vét hố này, dọn vườn dọn rẫy. Cây này bản rộng lưỡi nó tới 29 cm và cao được là 12,5, chiều cao 12,5. Cái lưỡi đây, cái độ dày của lưỡi, độ dày của lưỡi là được khoảng 1,9 ly cho tới 2 ly. Đó. Thì thường những cái sạc này chỉ dùng để sạc cỏ ấy các bác, mình dùng sạc cỏ ấy, thế cho nên là cái lưỡi nó sẽ làm mỏng hơn một chút để cho nó tạo được cái độ bén, là một hai nữa nó cầm nó nhẹ tay mình làm nó đỡ mất sức các bác nhé. Vì khi mình dẫy ấy, giống kiểu mình cầm mình dẫy cỏ ấy, thì lưỡi này chủ yếu mình xài cái lưỡi này nó ăn xuống cái cỏ cứ bập 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 vậy đấy. Thì khi cào cỏ này, mình làm cỏ vét hố các thứ, vét hố làm bồn các thứ, những cái cây này rất là ok nhé các bác. Đó, thép của Nhật thì các bác biết rồi, xài nó rất là bén, độ sắc bén nó được lâu. F56 là 250k. Tiếp theo là F57. F57 thì em lên một cây câu liêm. Cây câu liêm này dòng câu liêm nhỏ đây các bác. Đó, dòng câu liêm nhỏ, 3 lớp thép. Cây này thì được rèn ở làng nghề Tô Sa này, làng nghề Tô Sa. Và dòng 3 lớp thép nha các bác nhé. Nó là dòng 3 lớp thép này. Đây, cái vân thép nó đây. Đó, dòng 3 lớp thép mài hai mặt, hàng rèn thủ công này. Đó. Những cái cây này các bác mình hoặc cỏ dọn vườn rẫy thì rất ok. Thì chiều dài của lưỡi sử dụng được 16 cm này. Chiều dài lưỡi sử dụng 16 cm. Và tổng chiều dài lưỡi cán cái cây này thì được 41 này. Đây các bác. Đó, chiều dài lưỡi sử dụng được 16 này. Thì F57 là 250k. F57. Tiếp theo F58. 58 thì em có lên một cái cây xẻng. Đấy, cây xẻng này là xẻng vuông nha các bác nhé. Xẻng này xẻng vuông.
Ở đây có logo dấu zip nội địa hàng của Nhật này, logo dấu điện zip nội địa của Nhật. Cây này thì chất thép thì còn rất là đẹp, còn rất là sáng. Ở đây dính một chút mụn và ngựa người sử dụng trước người ta có sơn một cái lớp sơn màu trắng lên như thế này. Đó, cái lớp sơn màu trắng đây. Đó, cái mặt sau này người ta dùng nó hơi sét một chút, nó bị xước nhẹ đây. Tuy nhiên cái bề mặt thép thì nó không ảnh hưởng, không ảnh hưởng gì các bác nhé. Bản rộng lưỡi thì được 25,5, lưỡi dài là được 30,5, lưỡi dài 30,5. Tổng chiều dài cây xẻng này thì em đo được là 96 cm, 96 cm. F58 là 270k, F58. Tiếp theo F59. 59 thì em lên một cái máy nổ. Cái máy này giờ máy xăng dùng để tưới ruộng các bác nhé. Cái máy xăng này thì của hãng Kawasaki này. Cây này là của Kawasaki. Đó, Kawasaki. Cây này thì em cũng đã chỉnh sửa và đã vệ sinh cái sạch sẽ rồi các bác nhé. Tương đối sạch sẽ rồi. Thì ở bên này người ta có chữ một dòng chữ cảnh báo và dập chìm ở trên phần lốc bơm. Đó, cây này các bác ở miền Tây hoặc là Bắc Bộ, các bác mà ở trên miền núi cũng vậy, mà các bác làm ruộng hoặc là ruộng bậc thang các thứ mà các bác mà muốn lấy nước ấy, muốn tưới nước ruộng thì mà không có nguồn điện ấy, những nơi là xa nguồn điện thì các bác có thể xài những cái máy này. Đó, thì cái máy này xách ra xong các bác mình thiết kế một đoạn ống ở đây. Cái đầu này ra sẽ là có một cái co ở đây các bác nhé. Các bác phải thiết kế cái co đầu ra có thể là từ ống 34 đến ống 27. Còn cái đầu vào này của nó sẽ là ống 34 này. Các bác vặn co và thêm một cái đoạn ống búp bê. Đó, ống búp bê. Ở trên này thì sẽ là những cái nắp để các bác mồi nước nhé. Đầy đủ này. Đây là nắp hở để mồi nước các thứ này. Đấy. Còn đây nhé, cái máy này bên đấy họ xài rất là ít. Ngay cái bô, nếu mà bô mà máy xài nhiều, bác nào xài máy xăng, máy cưa hoặc máy phát cỏ nhiều thì các bác sẽ biết cây nào mà họ xài nhiều thì cái bô sẽ bị rỉ đen cơ, vì nó quá nóng, nó quá nóng thì nó sẽ bị rỉ đen. Còn cây này người ta sử dụng rất ít này, đây em sẽ giật nổ cho bác xem, rất nhạy nổ. Ôi đâu rồi, đây các bác, lên chút đã. Đây là cái công tắc để mình tắt nhé các bác nhé. Vì cái này nó không có công tắc mở đâu, nó chỉ có một cái khi dập nổ lên ấy. Các bác muốn tắt thì ấn cái này sẽ tốt này. Là tắt. Cái bình xăng, đây là bình xăng trên của nó này. Đó, bình xăng. Còn đây là e. Cái cây này thì cái khóa xăng nó đã bị gãy mất phần này rồi, cho nên là em đã vặn một con ốc vào cái này rồi để thay thế, là cái khóa xăng thay thế đây các bác nhé. Còn đây là nút e này. Đó. Khi các bác hàng về, các bác nhận hàng ấy, các bác có thể đóng cái e này lên, nếu không nổ ấy, các bác đã kéo e này lên giật vài cái, sau khi nó nổ các bác ấn cái e này xuống, đó là sẽ nổ ngay. Còn đây là phần ga của nó đây. Cái ga này tùy theo các bác để ga như nào, các bác tưới muốn để ga to ga nhỏ này. Đấy, máy nổ thì rất là giòn các bác nhé, rất là giòn. F59 là 1.500.000. F59. Được, vâng, hôm nay thì em có lên được 59 mã hàng. Thì bác nào có nhu cầu mua thì các bác ấn vào số điện thoại, bấm một cái số điện thoại mà em để trên phần mô tả ấy. Số điện thoại và Zalo thì em có để trên phần mô tả trên màn hình ấy. Và bác nào có nhu cầu thì gọi điện liên lạc trực tiếp thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn nhé. Và em xin chào và hẹn gặp lại cô dì chú bác nhà mình trong các video lần sau ạ.